Đó. Đó, anh em đi bắn chim bằng ná đây. Rồi lên đường thôi. Đoàn quân ký sự du lịch đi khám phá đây. Thú không? Quá đẹp nha. Đi cung đường là nó thích thật. Cái cung đường này chạy xe hơi là đã. Đây không? Bấm kính vô. À, đẹp ghê. À, trong này nhiều lắm đúng không? Quay cái bụi trái ga cho nên nói này, kinh không? Ra nó phủ kín hết như thế này đây. Wow, cây này già lắm rồi đây. Đó, ồ, quá tuyệt luôn. Rồi, năm mối nè, quá đã. Ừ. Sáng nay bắt đầu mấy anh em lại đi rừng chơi đây, đi bắn chim rồi đây, đi ha xa nha. Đó. Bây giờ chuẩn bị xuất phát lên xe anh Vĩnh. Ủa anh Tuấn nó có đi không? Nó kêu đợi nó mà. Không đi hả? À, thôi lên đường đây. Hành tinh rừng núi, ăn chơi. Bắt đầu cái clip sang kẹt xa. Đây bây giờ đi thông thả là đi hai xe. Xe này có 4 thành viên mà. Đó, anh Hùng tay lưới lụa phía sau. Hôm nay có bác Thuận tham gia nè, bác Vĩnh này là cũ rồi, đi nhiều lần rồi. Xe bên kia là có cũng 4 người thôi. Chiếc Mazda bên trước cũng 4 người. Rồi, có em nào đẹp mà muốn đi Quá Giang là thông báo nha. Xe còn dư chỗ nhiều lắm. Chuẩn bị ná nít đầy đủ hết rồi. Đó, ná có thức ngấm rồi ngon lành nha. Giống như có phải chi nhánh không? Hả? Chi nhánh không? Riêng không? Quay vô đẹp ghê không Thuận nè. Mây trời hả? Đường rộng rãi, đẹp ghê. Dừng ăn cơm trưa thôi. Ăn buffet hả? Đi sớm là giờ vô rừng ăn rừng đồ rừng. Trưa nay ăn hơi bị linh đình nha. Bữa cơm trưa dọc đường của anh em đây. Ăn nó đạm bạc rồi, chiều nay sức đâu đi bắn chim mấy bà. Rồi xong một buổi trưa đơn giản, làm ly trà đường nữa là lấy sức lên đường, tối nay chiến đấu. Ok. Đi thôi. Đúng không? Đường cực kỳ đẹp luôn. Cao su hai bên rồi mát. Vô khúc này còn đẹp nữa nè. Đẹp không? Quá tuyệt luôn. Đẹp không? Quá đẹp. Đây mấy con đường tuyệt vời. Quá đẹp nha. Đi con đường nó thích thật. Cái con đường này chạy xe hơi là đã. Phấn khích. Đi về à, đúng rồi đấy. Mới làm luôn hay sao? Đường không có ổ gà ghét gì á. Địa đất á, tốt đường khó hơn. Đúng rồi, ở đây đất nó chắc mà. Vừa nhậu vừa cao. Đúng anh Ngữ? Hả? Đi rừng chơi cho nó hoang dã đi, không có loa liếc gì hết. Tối là ngồi nhậu đi. Đội bóng VL đang đi rừng đây, anh em đi hai xe rồi đây, cho nên chiều này không đá banh nha. Thì có lên khu này mà kiếm một cái trang trại lâu lâu anh em về chơi là tuyệt vời nha. Nó dẫn xuống dưới bên tre đi con 250 cây mới, 2 tiếng rưỡi. Quá đẹp luôn chỗ này, không khí trong lành, sạch sẽ, mát mẻ, lượng cây xanh nhiều. Đó, bây giờ anh em đang bắt đầu đi vào đường rừng đây. Chuyến này không phải là đi rừng sâu mà đi vào rẫy thôi, nhưng mà cũng ở sâu ở trong rừng này. Móc cầu 2 cầu lên không ơi. Chạy cho bóc. Đâu rồi, nó xe anh em đi rừng là xe 2 cầu đàng hoàng nha. Chạy mấy đường này mới chiến nổi. Về nhập cảnh đi đâu cả gì rừng đâu. Ồ, đường rêu. Bắt đèo của gốc vô thua rồi. Ồ, chỗ này đẹp quá nhỉ. Lũng rừng này. À. Quay ra thung lũng quay trên. Quá đẹp luôn. Trên đồi này. Ở đây coi suối, coi sông. Con. Ở đây. Con gái. Đi đường mát nè. Đúng là đường này đường off road đây. Đường vừa chiếc xe đi luôn nào. Mấy đường đẹp quá ta hả? Rồi, đang kẹt xe thì cầm đi bộ tới có mấy chục mét. Ồ, không qua được không? Ồ, chỗ này hết qua được à? Để cho đường 6 để Út xuống dẫn đường đây đây tới đây nhất tới đây. Được. Hơi ép qua bên này chút. Cái này gầm cao mà, xe này gầm cao mà sợ gì không? Được thoải mái mà. Qua luôn. Qua bên kia. Rồi, lên đây. Rồi dột luôn. Có điều này một cái trái này thôi. Ồ, lên dốc. Điều lớn rồi kìa. Lâu lâu thay đổi không khí đi về mấy khu vườn này chơi đã nha. Tối mà nó lội cái vườn điều này đi bắn chim là tuyệt vời đó anh em. Bắn bằng ná vui lắm. Xuống được không ghê à? Được. Xe hàng hùng gầm đi thoải mái mà. Sợ đường nó chặt thôi chứ còn gầm chặt thì đường này chặt dễ. U mà cu kìa, một cặp cu kìa đã cho mới bay lên đó. Trời ơi. Không sao không dở ghê ta. Ồ. Nổ tự động nó giá lại. Chỗ này bị gì à? Cái gì nó út phải xuống à? Đường nhỏ. Xuống làm hoa tiêu à? Hoa tiêu đường nhỏ. Rồi. Được mà. Cái này có gì đâu. Lĩnh nó sợ hai bên cây khúc cây á. Lên đây luôn. Đây không? Bấm kính vô. Bấm cái kính vô. Kính bẻ tai à? Xe gì hiện đại kia không nội. Xe ra nó còn nói là chưa có thơm à. Bên đây rộng trong ná qua bên này. Rồi, lên. Rồi qua lại, cả qua lại rồi. Thẳng luôn. Rồi. Rồi anh em mới vừa tới. Hôm nay là mình đổi không khí chút xíu, không đi rừng nữa mà đi cái khu vườn này nhưng mà cũng ở trong sâu lắm. Toàn là điều với lại rải riết rồi đó, anh em coi nè. Nó đường vô đi đã lắm. Đó, xung quanh là coi như không có nhà cửa vậy đó, toàn là rẫy thôi, ở đây giữa trong rừng sâu mà. Đó. Thú lắm. Và bắt đầu tối này ở đây chơi, đi bắn chim, đi kiếm đồ nhậu nhét nữa ở đây. Ở nhà anh bạn ở trong rẫy đây có một cái lèo nó làm rẫy ở đây. Đó. Thú vị lắm. Thấy vô là thấy tối này là có mồi bén mà đó. Vườn đã lắm anh em. Đây này cốc này. Ồ cốc quá trời luôn nè. Cốc cam bưởi rồi quá trời nè. Wow tuyệt vời. Trong các loại nấm mối này là phải nói là ngon nhất. Không có nấm gì bằng hả? Nấm mối này là thường là mùa mưa. Mà nhất là ở những cái khu đất đỏ Ba Giang như thế này thì mới có nhiều. Wow, quá ngon. Trời ơi, cái này mà nhậu là nhất xương. Đó, anh em đi bắn chim bằng ná đây. Rồi, lên đường thôi. Mà thấy giống chiến binh đường núi không đâu, đưa cái đồ đựng ná đâu con Thuận. Đó, anh em ai cũng có con cá hết. Đâu rồi. Đó, chuẩn không? Đó, đồ đựng ná đàng hoàng trang bị nha. đi, coi chừng trơn á. Nồng mình ảnh như playboy. Nấm mối đó, nó đào nấm mối. Bắt con mối chúa. Đó. Ổ ở dưới á, còn này nó lồi lên nè không có. Ổ mối nè nè. Đó. Đẹp không? Lâu ngày cái mì đá. Ở dưới đó nó có con mối chúa. Không có, nó bỏ đi rồi, bỏ đi rồi. Bắt đưa gần tính chết. Con đó đó. Ủa ở đây tra nhiều nhỉ? Tra này cái gì? Tra này có măng không? Dạ. Ồ, đây nguyên khu rừng tra luôn. Dạ. Ủa này rừng, cái này cũng vườn người ta hay là dạng? Vườn người ta hồi xưa toàn khu cao su là trồng nó trồng tre vậy. Gà này, chim, cò, chóc nhiều. À trong này nhiều lắm đúng không? Trước nhiều lắm, bây giờ ít rồi. Thằng bắn hết hả? Mà đi tầm giờ, đi giờ này ít lắm, giờ này mất hết rồi. Buổi tối kìa đúng không? Tầm giờ giấc sáng, 7-8 giờ. Sáng mai này mình dậy sớm. Dọc đường mình đi mà mệt. Thuận ơi. Nè măng nè, làm cái măng nè. Nè tối về nhậu đây nè, ồ ngon nè. Cái này, một này quá ngon luôn nè. Đây mới nhú luôn hai một kìa. Rồi dứt đây, dứt đi. Con dao nãy đâu rồi, đưa con dao cho. Ông Vĩnh mà làm gì? Ông không biết làm đâu, ông Thuận vô làm giùm cái đi. Cầm con dao ngược mà làm gì? Rồi, Thuận vô dứt đi. Sâu sâu xuống đất cũng mềm lắm. Mũi nhọn á, Thuận mũi nhọn xuống. Cứng gì mà cứng. Cứng đó, ra hết. Đó, cứng gì. Nó đem theo dao là biết rồi. Rồi đạp cái ngã rồi đó. Dao đúng kiểu rồi. Ừ. Làm gì thấy con này. Mang nhiều lắm. Cái này ngon nè Thuận ha. Nhỏ quá. Nhỏ vậy mới ngon. Đó, ồ quá tuyệt luôn. Rồi. Đó, được lấy cái tù hũ này lên này nó. Đó, cục đó mới ngon đó. Đó, rồi. Đây. Nấm mối nè, quá đã. Nở hết rồi. Ồ. Nó hơi bị già rồi. Còn ăn được. Ồ ổn nè. Đây là mấy cái. Ồ nấm mối. Chim gì kêu lắm thầy. Ồ khu rừng này hai nha. Ồ mà to ghê nha, ha. Ổn quá. Vĩnh liên tiếc hả? Liên tiếc ổ năm mối. Hùng nữa. Đoàn quân ký sự du lịch đi khám phá đây. Thú không? Lâu lâu ở thành phố chán rồi lên đây chơi mới đã. Đúng không anh Hùng à? Thú vị không? Nó súng đạn ná rồi ngon lành. Đó rồi. Dữ không? Bắn đi. Bắn bụp. Này có chùm hoa mắc lẹo đẹp không? Wow, đẹp ghê. Quá đẹp. Quá đẹp. Cái gì? Măng hả? Nhiều lắm hả? Lên tới đây. Cao rồi. Cao vẫn được, ở trên nó non lắm á. Đó, đó, đó. À, mấy cái nhỏ mới mục mới lên nè. Đó rồi. Thuận là chuyên gia lấy măng mà. Ôi trẻ là chuyên môn đi rừng khai thác măng để bán đây. Đây là anh Thuận nha. Anh là chuyên gia hái măng trong rừng đây. Được không? Rồi không đó nha. Cái măng mà loại này mới ngon này. Măng trai gai mới là ngon. Măng trai gai ngon lắm. Rồi. Không sao đâu. Nhưng đây là chơi hết. Được rồi, chặt cái ngang rồi đó đi. Đó. Đó, mềm mướt mà. Đó, chuột mềm mướt quá ngon. Mục nó lấy được không? Hơi sâu á. Nào, quay cái bụi trái gai cho anh em thấy này, kinh không? Gai nó phủ kín hết như thế này đây. Wow. Cây này già lắm rồi đây. Gai đặc biệt này. Đã. Gió nó kêu lục cộp đã nha. Nó phủ kiểu này thì không ai vô bẻ măng được hết đúng không? Không cách nào vô bẻ măng được trong đó hết. Mình thấy để đây tí nữa mà cái đường đi về á. Con bịch nhỏ đó, con cây nhỏ mà không thường. Lấy được không? Rút ra đây ở trong này. Đó hai mục á, để lấy xong hai mục này rồi đây luôn. Đó, lấy luôn hai mục đó đây. Cái nãy gặp mấy cô để cắt cái ly đây nè, cắt ly. Ôi về cắt sát ly sát sâu dưới ấy cũng ấy không rồi. Đó, ở đó được á. Được á, thử cái chỗ nào lấy được chứ. Chuyên gia lấy măng mà ông cứ lo bài giả. Đó, bẻ được rồi. Đó, quả ngon luôn. Đây một nữa nè, Cái luôn. Cái này là gửi. Hả? Cái này là xăm nè. Xăm đất nè. Xăm đất đó. Ăn đi, không lấy gì ăn đi. Rồi. Giải nào vậy? Móc nó lên nè. Thôi bỏ đi. Đó. Gì đâu bỏ. Thôi. Được không? Đó. Một đống măng nè anh em. Cái nãy mà đi cái đường đó xuống này mình cụ chết rồi đó. Tôi thấy cái rừng thế là nó không gặp. Đi có gặp rồi. Thấy lần nào cũng gặp hết. Chuyển. Đây. À, được rồi, bỏ vô luôn đấy. Mẹ kiến không nội. Rồi nằm đây ha. Được bịch măng. Đã quá. Măng là không lo nữa rồi ha. Chỉ còn thiếu thịt gà thôi. Kho với thịt gà ngon lắm nha. Rồi. Hình nếu như riêng về gà là mình cũng thấy bày rồi đó. Gà thì nhấp luôn. Đâu cầm bịch măng lên coi nè. Wow, đâu nè. Từ từ nha. Chiến lợi phẩm. Mấy ký măng nè, đã chưa? Rồi, đây. Gần 5 kg, hơn 5 kg luôn. Hơn 5 kg măng nè, đây. Nãy giờ khám phá vui quá, giờ đi tìm món khác nữa. Ở đây thú lắm. Đồ ăn là không thiếu nha anh em, mà đồ tự nhiên không á. Ở đây mà gặp rừng là tôi lấy độc cà đâu. Anh em đâu? Tầm ấp. Ở đây chim nhiều nè. Quằn ở đây bắn sướng á. Đó, chim sau kìa ông Thuận. Quất liền cá đi. Kiếm ra cây chích mẹ, tối đi chích. Chích chứ không bữa quá hả? Vui nha. Dính nhờ là chích. Cò đúng không? Biết rồi. Chích thúi luôn, con này con gì à? Đấy. Được không? Dít. Rớt chưa? Không bắn hả? Giống như nó dòng chợ màu. Ồ, gà, trời ơi, gà nhiều. Quá trời. Gà này ngon phải biết á. Ồ, đây có cây ớt xiêm đã lệnh, chín đỏ hết luôn nè. Ồ, ớt này cay phải biết á. Trời ơi, ớt đã chưa. Quá đã, ớt quá trời. Để ớt là thơm minh thiên. Chim xính đâu mà chín. Ôi sóc nó ăn đúng không? Ở đâu đâu mày cầm lên coi này. Ồ hai nhà. Chín hả? Ờ chín rồi đó. Đẩy vô. Ờ chín không ơi. Nhỏ nhỏ thôi nè. Nhiều trái. Chín nè. Mít không? Chín nè nè. Chín rồi, chín rồi. Dao đâu? Mít ướt là mít ráo nhỉ, mít ráo. À. Chín rồi. Đó, lạnh quất luôn nè. Không, dứt liền đi. Đi đem vô xử liền. Đã. À, sắp với chàng ăn nó ăn á. Ớt quá trời đây, tối chút nữa ra hái. Đây nè. Đó. Bù ngọt rừng nè. Trời ơi cái này mà nấu canh này thôi phải biết á. Mẫn tơn không thuốc không sâu đúng không? Lên này nhìn mấy này ghiền chanh nè không đã chưa? Chanh trái quá trời nè. Quýt ra chanh. À dạ. Đi vô làm nấm đi. Rồi giờ anh em chia ra người đi hái đột ở qua rừng, người làm nấm, người đi bắn chim chơi. Đi nồng ơi. Rồi. Để anh dẫn đi chị anh em băng qua khu bãi cỏ này đi hái đột ở qua rừng. Anh em đi lên vườn ở trên rừng chơi được chủ rẫy ở đây đã toàn là đặc sản đó anh em. Mình chín đỏ. Đã khít luôn rồi nè. Đặc sản đây là bồ câu, hai con sóc, một con cua đất nướng lên nó dần đã quá nha. Trời ơi đúng ngon rồi. Lấy anh cái đây đó, mồi hôm nay toàn mồi bán không, cực kỳ hấp dẫn.